Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân Jim tiếp theo trong chương trình Cuộc sống Vũng Tàu. Thì trong cái series này, hôm nay Jim xin mời tất cả quý vị và các bạn ta cùng đi leo núi lớn tại khu vực Trường Kỳ Ba, quý vị Vũng Tàu. Xin mời quý vị và các bạn. Dạ, hôm nay gió khá là mạnh nên là quý vị sẽ nghe tiếng gió rất là nhiều. Ở đây ở phía trước là đường Lê Lợi và góc đường V3 quý vị. Thì ở đây là một cái thú vui và cũng như là môn thể thao cuối tuần cho cư dân thành phố Vũng Tàu, và họ đi leo núi cũng như là tập thể dục thư giãn cuối tuần quý vị. Cuối ngày họ cũng tham gia quý vị, thường là khoảng 4-5 giờ chiều họ bắt đầu. Và xin mời quý vị. Giờ đây thì có lác đác vài người đang đi bắt đầu cung đường tập thể dục cho mình. Họ đang đi xe lên gửi vào bãi để chuẩn bị tập thể dục. Thưa quý vị, tới đây quý vị, khu vực này là khu vực dừng chân chính. Còn lên phía trên nữa thì chúng ta đến cái điểm cuối cùng, đó là cái đỉnh Hồ Mây. Nhưng mà khu vực này nó không vào được nên Jim không có đến. Xin mời quý vị, cảm ơn quý vị.